Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là đôi cánh đáng sợ. Antoine Griezmann cũng là chất kết dính, kết nối mọi thứ giúp cỗ máy tấn công của tuyển Pháp hoạt động trơn tru. Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté và Presnel Kimpembe đều vắng mặt ở kỳ World Cup năm nay do dính chấn thương. Tuy nhiên, Letizia không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, huấn luyện viên Didier Deschamps còn mạnh dạn thay đổi hệ thống với sơ đồ 4-2-3-1, phát bố trí Olivier Giroud đá cao nhất, dù anh không chói sáng như Benzema nhưng cung cấp điểm tựa để giải phóng Kylian Mbappe. Aurelien Tchouameni thay Kanté, tinh tế hơn dù không có nguồn năng lượng hay khả năng thu hồi bóng như của tiền vệ Chelsea. Dayot Upamecano chám vào hàng thủ với những đặc điểm giống Kimpembe, vừa mạnh mẽ vừa giỏi tranh chấp cái đôi. Pháp không thích cầm bóng, nhưng không như phiên bản nâng cúp năm 2018, đội tuyển hiện tại có nền tảng tốt hơn và trau chuốt hơn, có 3 điểm quan trọng trong cách vận hành lối chơi của nhà đương kim vô địch. Trong các pha tấn công, họ tận dụng toàn bộ chiều rộng của sân và tìm cách đưa bóng đến các vị trí bám biên, ở đây là Ousmane Dembele và Kylian Mbappe, để từ đó triển khai các phương án tiếp cận khung thành. Tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi này là vũ khí rất lợi hại. Pháp có xu hướng tấn công bên cánh này để kết thúc bên cánh còn lại. Khi ấy, khả năng xuất hiện tình huống 1-1 hoặc 2-1 là rất lớn bởi hậu vệ đối thủ có xu hướng bị hút vào việc phòng ngự ở cánh mà tuyển Pháp khởi đầu pha tấn công. Điểm mạnh nhất của Pháp là khả năng chuyển đổi trạng thái. Sau khi giành lại quyền kiểm soát, họ luân chuyển bóng nhanh lên phía trên chỉ với một vài đường truyền tới vị trí có thể ghi bàn. Lúc này, hàng thủ đối phương gần như mở toang do đang phải tham gia tấn công. Đó là lý do họ để Mbappe chơi tự do, thoát ly khỏi vai trò phòng ngự, đồng thời tăng nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ lên gấp đôi cho Giroud và Griezmann. Để ngăn chặn, Argentina cần cắt đứt đường truyền với một pha phạm lỗi chiến thuật hoặc khi tấn công là phải ghi bàn cho bằng được để tránh nhận đòn hồi mã thương. Một phương án khác là luôn có người dõi theo bước chạy của Mbappe, bố trí thêm một tiền vệ hoặc một trung vệ để xây dựng hàng thủ 5 người. Vấn đề thứ ba là khả năng không chiến. Argentina gặp khó khăn trước Hà Lan sau khi Weghorst vào sân. Tuyển Pháp có một chuyên gia không chiến là Giroud và họ cũng sẵn sàng thực hiện nhiều quả tạt vào vùng cấm khi có cơ hội bởi cách chơi của họ là ưu tiên tấn công từ hai cánh. Ở những pha bóng cố định, Letizia sở hữu nhiều cầu thủ to cao để áp phía đối thủ như Adrian Rabiot 1,88m, Tchouameni 1,87m, Raphael Varane 1,91m hay Upamecano 1,87m. Mbappe chắc chắn là ngôi sao số 1 của Pháp nhưng Griezmann mới là cầu thủ quan trọng nhất. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, chân sút 31 tuổi đóng góp nhiều vào cách Pháp phòng ngự khi không có bóng, anh chủ động kèm người và pressing gây sức ép, anh cùng với Giroud là lớp phòng ngự đầu tiên của Pháp. Dù vậy, Griezmann nguy hiểm ở chỗ anh không đánh mất những gì tinh túy nhất khi xét tới phương diện tấn công. Griezmann điều tiết, xâm nhập vùng cấm và tung ra những đường truyền chết người. Griezmann có sự tự do, khó nắm bắt. Griezmann trên đất Qatar là phiên bản hay nhất. Anh tạo ra 21 cơ hội cho đồng đội, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác từ đầu giải. Dù cá nhân có xuất sắc đến đâu thì tập thể nào cũng có điểm yếu, đôi khi thật khó để nhận ra, nhưng nó luôn tồn tại. Ở khu vực mà Mbappe án ngữ, cánh trái, là nơi tấn công mạnh nhất, nhưng lại trở thành mắt xích yếu nhất trong khâu phòng ngự. Huấn luyện viên Deschamps biết rõ và cố gắng khỏa lấp bằng một tiền vệ hỗ trợ theo Hernandez. Nếu bạn nhìn vào tuyển Pháp, có thể dễ dàng nhận thấy điểm yếu của họ nằm ở cánh trái. Đây là khu vực mà các đối thủ của họ thường nhắm đến. Theo thống kê, 1/3 số bàn thua của họ đều đến từ cánh trái. Thật không may, người chơi tốt ở vị trí này là Lucas Hernandez đã gặp chấn thương, cựu danh thủ Rio Ferdinand chia sẻ với BBC Sports. Nếu Argentina triển khai bóng từ phần sân nhà, Pháp có thể không gây sức ép tốt do Mbappe ít có xu hướng pressing. Ngược lại, Dembele chơi kỷ luật, tranh cướp bóng nhiều hơn bên cánh còn lại. Khi Pháp quyết định phòng ngự với khối đội hình lùi sâu, tốt hơn là Argentina nên tấn công từ hai bên cánh. Không phải lúc nào các hậu vệ cánh cũng có khả năng bao quát tốt khu vực phía sau lưng. Khi Pháp lựa chọn phòng ngự theo khối mid-block, pressing tuyến tiền vệ, họ lại không có thói quen gây áp lực lên cầu thủ cầm bóng đối phương. Đó là lý do có những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, một bối cảnh lý tưởng để Julian Alvarez với tốc độ và khả năng chạy chỗ tốt có thể làm nên chuyện. Họ cũng gặp khó khăn khi đối phó với chiến thuật sử dụng cầu thủ thứ ba, đó là khi một đường truyền được thực hiện với sự phối hợp giữa ba cầu thủ với nhau. Còn nhiều yếu tố dẫn đến kết quả cuối cùng, nhưng rõ ràng Pháp có điểm yếu để Lionel Messi và đồng đội khai thác. Trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Croatia giành chiến thắng trước Morocco với tỷ số 2-1. Ở hiệp 1, hai đội thi đấu rất cởi mở, do đó nhiều cơ hội được tạo ra. Ngay ở phút thứ 7, Croatia mở tỷ số từ một pha dàn xếp đá phạt ấn tượng. Majer cho bóng vào cấm địa từ quả phạt trực tiếp cho Perisic đánh đầu ngược lại sau lưng.
trung vệ Josko Vadion lao vào đúng lúc đánh đầu về góc xa hạ gục Bono. 2 phút sau, Morocco gỡ hòa. Hakim Ziyech đá phạt cho bóng vào cấm địa Croatia khi đội trưởng Luka Modric đánh đầu pha bóng ngược về cầu môn. Trung vệ Azab Radri tận dụng cơ hội lao vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Sau hai bàn thắng này, Croatia chơi ấn tượng hơn, kiểm soát được thế trận. Thêm vào đó, Morocco cũng không quá chú trọng vào phòng ngự như những trận đấu trước nên đại diện châu Âu tạo được nhiều cơ hội hơn. Phút 42, Osic lập siêu phẩm. Croatia phản công nhanh và tưởng như cơ hội đã trôi qua, nhưng họ cướp lại bóng ngay trước cấm địa rồi gẩy sang cho Osic ở bên trái. Tiền vệ 30 tuổi cứ lòng về góc ra dội mép trong cuộc sọc bay vào lưới, giúp Croatia dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Morocco thực hiện một số điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa nhằm cải thiện thế trận. Nhờ đó, họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 60, tiền đạo Kramaric của Croatia tập tễnh rời sân vì chấn thương, anh khóc trên đường đi ra, rồi được chườm đá ở đùi. Tình huống đáng chú ý nhất của Morocco diễn ra ở phút 75. En-Nesyri có cơ hội dứt điểm ở cự ly 5m nhưng thủ môn Livakovic vẫn chơi xuất sắc như thường lệ để cản phá. Croatia thắng Morocco để giành giải ba World Cup 2022. Sau trận, cầu thủ và ban huấn luyện Morocco tiến đến phàn nàn với trọng tài Al-Jassim với những quyết định gây tranh cãi của ông. Ngày 17 tháng 12, tuyển Pháp có buổi tập cuối để chuẩn bị cho trận chung kết với Argentina trên sân Lusail. Năm cầu thủ quan trọng của tuyển Pháp cũng vừa trở lại. Rafael Varane là một trong số năm sự trở lại của tuyển Pháp. Ibrahim Konate, Kingsley Coman, Tuamini và Hernandez cũng có thể tập luyện và sẵn sàng ra sân ở chung kết. Trước đó, Varane và Konate bị cúm. Adrien Rabiot là sự lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Didier để xem cho tuyến giữa tuyển Pháp tại World Cup năm nay. Trong thời gian tiền vệ này vắng mặt, Youssouf Fofana được trao cơ hội và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đối đầu Morocco. Cristiano Ronaldo bị Gimme Sport điền tên vào đội hình ngôi sao có màn thể hiện đáng quên tại giải đấu diễn ra trên đất Qatar. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Anh chỉ có một bàn từ chấm phạt đền vào lưới Ghana. Sau đó, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, thậm chí còn mắc lỗi khiến CLK châu Âu thua ngược Hàn Quốc. Trong danh sách này cũng bao gồm những cái tên nổi bật khác như Lukaku, The Royer của tuyển Bỉ. Nhà vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được số tiền thưởng kỷ lục từ Liên đoàn bóng thế giới. Cụ thể, quán quân sẽ mang về 42 triệu đô la Mỹ. Đội Á quân nhận được 30 triệu đô la Mỹ, hạng 3 nhận 27 triệu đô la Mỹ và hạng 4 là 25 triệu đô la Mỹ. Tại World Cup 2018, tuyển Pháp từng nhận thưởng 38 triệu đô la Mỹ khi trở thành tân vương thế giới. Nếu bảo vệ thành công trước vô địch World Cup, Les Bleus sẽ có cơ hội nhận số tiền thưởng nhiều hơn 4 triệu đô la Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ẩm thực và Cuộc sống. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký subscribe để tiếp tục nhận được những video mới nhất đến từ Ẩm thực và Cuộc sống cho kỳ World Cup đầy sôi động này. Xin chào và hẹn gặp lại!